Đây là một chiếc Kia Sonet 2022 anh chị nhé. Là đàn em của Kia Seltos, cùng thuộc phân khúc xe gầm cao 5 chỗ đô thị anh chị. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh của Huệ Auto Sài Gòn nhé. Tiền em Huệ chuyên mua bán, trao đổi ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng của tất cả các thương hiệu như là Kia, Mazda, rồi BM hoặc là Lexus, Toyota. Thì tất cả bên em Huệ đều có thu mua và trao đổi hết anh chị nhé. Em ở địa chỉ số 54 Lưu Định của quận 2 ngay chỗ Cần Chùa Hoài Nghiêm á. Số điện thoại em là 0937003355. Nấy thì anh chị mình có nhu cầu mua bán trao đổi thì ký gửi rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị nhé. Thì ngay bên cạnh em Huệ đây nó chính là một chiếc Kia Sonet 2022 phiên bản premium cao cấp nhất anh chị nha. Xe Seluxe luôn, 7.800 cây, đăng ký biển số tại tỉnh này, một đời chủ, sở hữu nước sơn màu đỏ và nóc đen anh chị ha. Thì chiếc xe này hiện tại bên em Huệ đang chào bán với giá là 605 triệu. Đấy thì mức giá này là mức giá chào bán và tham khảo. Thì anh chị khi mình đến mình xem xe, mình lái thử xe thì bên em Huệ sẽ có bớt lọc lá cho mình anh chị nha. Thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị nếu mình yêu thích cái mẫu xe này. Và ngay bây giờ đi, em Huệ sẽ mời mình đến với nhân vật chính của chiếc video clip ngày hôm nay nha. Kia Sonet. Kia Sonet 2022 phiên bản 1.5 Premium là phiên bản cao cấp nhất anh chị nha. Thì ở dàn đầu xe phía trước này anh chị, và phiên bản cao cấp nhất luôn. Đây, đèn led dạng xương cá anh chị nha. Phía đầu xe thì có trang bị cho anh chị nè, cảm biến góc trước nè và cảm biến trước. Đây cảm biến trước nè, cảm biến góc trước nè, đèn xương mù anh chị ha. Logo mới của Kia này, nước sơn màu đỏ và còn sơn zin 100% luôn anh chị nha. Mui xe sẽ phối với màu đen, tổng thể cái xe của chị nhìn nó rất là thể thao và cá tính luôn. Mâm xe thì bên này nè, xe đăng ký biển số đầy tỉnh cho anh chị nha, nên mình có thể nhìn thấy nè, lớp xe nó còn gì cui hết luôn. Mâm xe thì hầu như là không trầy xước luôn anh chị nha. Màu đỏ này còn rất là đồng đều màu luôn. Những cái này là dán thêm nè, tay nắm cửa mạ chrome nè, mình có nút mở cửa này. Hông xe nhỏ nhắn anh chị, nó nhỏ hơn chiếc Toyota Ray của mình một tí xíu nha. Nè, Sonet mình hay gọi là đàn em của Seltos, phiên bản premium là bản cao cấp nhất anh chị. Đây, cấp sau này thuộc phân khúc CSUV, xe đô thị gầm cao anh chị ha. Ui, ai, xe 5 chỗ gầm cao. Thì anh chị ở phía sau này thì anh chủ trước này có lên cho mình một cái khay hành lý nha. Thì cái khay này rất là tiện luôn. Nếu anh chị mà mình để đồ đạc nè, hoặc là cái gì mà nó có cát nước này, đấy mình để ý ha. Nó không bị chảy, nó không có bị bẩn vào cái khoang hành khách của mình. Để mình tránh luôn hoàn toàn cái trường hợp mà xe nó bị bám mùi. Đấy, rất là kỹ luôn. Xe đăng ký điện tỉnh anh chị. Đây, bánh sơ cua của xe này. Hộp bộ đồ nghề sẽ còn nguyên hết luôn cho anh chị nha. Và mâm dự phòng của mình nó sẽ là mâm sắt. Sẽ là mâm sắt anh chị nha. Thì thường những cái xe đến từ nhà Thaco thì bánh dự phòng hầu như sẽ là mâm sắt thay vì là mâm đúc. Chỉ có đây, màu đỏ. À, cận cảnh đây thì em cận cảnh luôn cho anh chị nha. Những cái đường đai ốc ở phía sau cấp xe là keo chỉ này. Xe này của mình sẽ còn bảo hành chính hãng luôn cho anh chị đến năm 2025 hoặc là 100.000 cây số tùy điều kiện nào đến trước anh chị nha. Đây, những chi tiết này. Còn bảo hành hãng thì do đó bên em sẽ bao test hãng luôn cho anh chị đối với chiếc xe này nha. Đấy, không đâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số nguyên zin, keo chỉ liền lạc anh chị ha. Ở phía dưới cốp này cũng vậy luôn, tất cả còn nguyên luôn cho anh chị. Ở phía sau xe camera dê nè anh chị ha, có thêm hai cái cảm biến dê ở phía sau, phiên bản premium cao cấp nhất luôn. Bản cao cấp nhất của mình thì sẽ có thêm cái hệ thống cảm biến sắt lốp anh chị nha. Hàng ghế ở phía trong này được bọc da mang phối màu, những màu chỉ màu đỏ này anh chị ha, nhìn rất là thể thao và cá tính luôn. Bị tì tay của anh chị ha, trang bị sẵn cho xe này. Cái này là may bọc da, khúc này là da bục. À, cái này là da đục lỗ, mà nền nó là nền đỏ chứ không phải là chỉ đỏ anh chị nha. Chỉ đỏ là những cái chi tiết này thôi. Đấy, còn cái này là da đục lỗ mà cái phần đệm bên trong là màu đỏ. Nhìn cái xe nhìn mở ra nó rất là cá tính luôn. Sport ha, cộng với cái màu đỏ của ngoài thì xe nữa thì tổng thể cái xe cực kỳ sport cho mẫu này. Xe nhỏ nhưng mà cửa sổ trời thì cũng đều có trang bị cho xe anh chị. Cửa gió hàng ghế ở phía sau nè vẫn có luôn nè. Ổ sạc 12V cho điện thoại thì vẫn có luôn cho anh chị. Ghế thì còn rất là mới anh chị nha. Đi nó có 7.800 cây. Thì chiếc này là bữa trước khách hàng em nâng cấp đổi qua cái chiếc MG, cho nên để lại chiếc này cho bên em. Đấy nha. Nên chiếc này là bao chuẩn chỉnh luôn cho anh chị này. Kẻ sàn simili cũng có một cái cho mình. Anh chủ trước còn lên thêm cái thảm cao su nha. Rất là kỹ luôn. Nó nẹp chống chày thì cũng có trang bị sẵn luôn cho mình rồi. Đây, khoang lái của xe này. Xe thì còn như mới hết luôn rồi. Đi 7.800. Đây, order xe anh chị ha, 7.800 cây nè. 7.877 ha, 7.800. Phiên bản premium thì mình sẽ có nè, cruise control nè, hệ thống chạy bám đuổi nè.
có thêm xem hình không có lạy chuyển số vô lăng anh chị nhé. Thì phiên bản cao cấp nhất thì màn hình của mình sẽ là màn hình 10.25 inch thay vì là 7.5 như những cái phiên bản thấp hơn nha. Điều hòa tự động này, phía dưới này có cái chỗ để mình sạc điện thoại, hộp số tự động vô cấp CVT với lại công nghệ là Smart Stream anh chị nhé, ID Tech. Chìa khóa xe thì còn nguyên anh chị, hai chìa nè. Cái này được bọc trong cái ốp anh chị nha, chứ không phải là hai chìa nó khác nha. Cái này được bọc trong cái ốp. Những chi tiết này thì cái kiểu dắt chắc kim cương, học để ly cốc nè, phanh tay, bằng chung thủy luôn. Ở bên này gương chiếu hậu bên trong của mình là chỉnh tự động nè. Trong cái trên này là chỉnh cửa sổ trời. Tất cả những chi tiết này nó sẽ là nhựa hết anh chị nha. Cái phần này cũng vậy luôn. Sổ bảo hành, kéo xe, tất cả đều còn nguyên hết luôn cho anh chị. Phim cách nhiệt mình dán luôn này nè. Ok, đẹp anh chị ha. Rồi bây giờ em hỏi sẽ mời anh chị mình đến với cái khoang máy của xe nha. Khoang máy của xe. Ok, xe nhỏ, trang bị khối động cơ cho mình là 1.5 anh chị nha. Cơ 1.5 di chuyển trong đô thị thì rất là kinh tế luôn. Thì nó cũng cùng với lại dung tích động cơ với lại những chiếc xe đến từ nhà Toyota nè, như Toyota Ray. Động cơ nó cũng là 1.5 luôn, nhưng cái chiếc này kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn Toyota Ray một tí xíu anh chị á. Em nhớ nó tầm khoảng 20 anh chị ha. Ok, rồi em hỏi sẽ cận cảnh luôn cho anh chị nha. Những cái đường đai ốc kim chỉ cũng như cái khoang máy của xe mình này. Những cái chấm son mà của bên phía nhà máy ra cho mình là vẫn còn nguyên anh chị ha. Đai ốc nè, còn nguyên hết, chưa có dấu hiệu bị mở trầy gì hết luôn. Kem chỉ nè, rất liền lạc. Chiếc xe này của mình thì mình sẽ còn bảo hành cho anh chị đến năm 2025 nha, hoặc là 100.000 cây số tùy điều kiện nào đến trước. Bảo hành chính hãng. Còn về phía phần bên em bán sẽ cam kết cho anh chị nha, xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên zin, bao test hãng luôn. Okay. Mà máy này nó không có tấm đậy chứ. Đắp đậy ha. Dạ. Và chiếc Kia Sonet phiên bản Premium 2022, xe đi mình là 7.800 cây, đăng ký biển số tại tỉnh, một đời chủ. Thì hiện tại bên em Hoài đang chào bán với mức giá là 605 triệu. Thì anh chị mình yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em Hoài qua số điện thoại là 0937003355 anh chị nhé.